mà chết không? Vậy thì người ta mua. Hả? Đùa mày hả? Nó mày. Phải mấy trăm. Đóng trường làm tí nước coi. Bỏ đây đủ rồi, đây bấm nốt cái đầu này. Cái đầu này anh nắp. Nhưng cái đầu bao phần là tăng rồi kìa. Hôm nay em thấy họ bảo là mấy ở bên gì chỉ bảo là nuôi đỡ đảo hơn là đang rừng nhiều chỗ nát phải ra đảo của em. Trường ơi, Trường ơi, cho em ít nước để đánh tiết canh. Nước gì? Nước 19. Nước 19 rồi. Làm 2 ngầm mối mà ăn cái gì cả. Anh ở đây, em bóc qua đi, tỏi, cái kia tỏi cho chả to. Ờ, quên thái cho tỏi. Khoe, làm đi, cuối nhá. Eo. Eo. Nấy đi, để không, anh em có mạch của chữ gì, làm cái gì. Nhưng mà cái đấy giúp cá, không cá hay. Quên đổ vào tiết vào còn luộc kìa. Thế cái này đúng là có mấy cái đá ngổ của nó ngon cực kỳ. Đá ngổ ngoài ấy đẩy ạ. Mà kéo đầu cũng như phỏng. Phỏng ra cái ngoài tùng nhé. Phỏng thôi. Thôi chú ơi. Thôi rồi bác ạ. Đây chờ lá ngổ đó. Ừ, chờ lá ngổ bắt thêm tí. Cứ bấm cái bụng ra đi thế nào. Thả mặt đi. Anh ơi. Tưởng đâu rồi nhá. Đây hai lá ngổ đó. Ờ chờ lá ngổ nữa. Sạt đánh cho đủ không thế nào, lấy đủ, cứ gạt này ra, đấy. Đấy là cái kiểm đó cả. Cái này gạo các bạn phải hết. Cái này là tiết đấy. Không, đã ít một xỉa thôi chứ. Xỉa rồi. Cần. Không. Có. Đang nó gần tụi hết rồi. Ai sạc đi nó mới tụi. Đây. Nó mày là tụi ai. Không có cái sạc mà. Để tao đâu tụi đâu. Không có dân đỏ vậy chứ ăn gì nữa. Bên nhà đang cháy kìa. Đưa đưa qua này. Chẳng cái này đi ra luôn. Đưa qua kìa. Nóng mỡ quay lòng sau này. Canh canh. Đi tắt luôn. Cho thúy ngổ. Ngổ thơm. Này là bị thiếu. Rồi. Này gì con. Thừa thiếu. Trước đã. Chảy mỡ ra rồi cho mỡ thì bạc bằng một cái giọt. Đã ăn hơn chưa? Buồn rồi mà. Không thấy của mình nữa. Rồi đi thôi. Rồi đi đâu? Rồi đi nhan đâu? Rồi đi nhan. 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 Rồi đi
Nhảy hết cái vành. Thấy cái này. Nhanh nguội rửa nước đi. Rửa làm cái gì? Đặt móng ăn nó mới ngon. Nhanh cần mấy bây giờ mới có mấy giờ. Đấy. Theo ngoại đang ngủ được chắc rồi. Rồi xài. Người đồ cổ đấy đi. Ở dưới đây ăn muộn quen quen. Là tôi đã ăn sớm rồi. Ngoài là cứ 11 rưỡi là nhà chú là tao. Ờ nạc đâu rồi? Vâng vâng, xong cái nạc cho bà cái canh thì tí ăn ngoài. Thì bảo cái đi học. Gì? Là từ từ. Hả? Bỏ nó chê đâu? Không, cái đấy thì cứ từ từ nó làm sao cũng được. Còn bây giờ là cứ cho cái đấy vào đây đi. Gan đấy. Cô cũng vậy nhé. Ra này nó kỹ quá. Nó chỉ cần sôi lên tí này. Ông ăn vậy, nhớ vậy nhà đời á, mình ăn tùng như vậy á. Nhỏ quá rồi. Thôi, thế nào. Không cần đập. Không đập ấy ra cho ấy cần nhận. Cái lạc á? Cần không cần đâu, cái này chỉ cần... Cái nhân, nửa nhân này. Nửa nhân thôi. Cho vào đây xoa xoa này, bỏ nó ra. Hướng cái bên kia đi sang bên kia thì thoải mái lắm. Sang bên bà cố rồi. Bác Hà về thì mấy giờ sáng? Nhà anh nhận quà nó bảo đi. Quà bảo nay thì về, nay thì về. Có mua đường đấy. Lấy thằng này về tập cáo mà nó đẹp trai. Bát đâu của bát đâu? Con về thì bỏ dơ. Đánh gì mà? Bỏ ra đây lấy gì quên tiền. Con chi chưa lấy? Đây. Dính bẩn cũng ấy. Rồi, xe đi bác. Bên đây có bác nào ăn tiếp cái rồi. Vừa nãy xong. Cả Hà là. Rồi, xong rồi. Ừ, xong rồi cả. Thường ăn không ngon tiếp cái không? Có chứ. Thường ăn không? Đồng đó. Thế để ông ấy cho nó mì ông một tí cũng được. Ừ, rồi, qua nhiều xe. Anh bóp không? Ừ, chụp ảnh bóp sâu đó, không chụp ảnh đâu. Thì tao ăn rồi để lại cho mày. Bóp chụp ảnh như thế này à? Ít thôi. Đâu? Thấy bác ăn được không? Thôi, em ăn thế thôi, em thế thôi, để cho Hưởng. Hưởng nó không ăn mấy. Thêm đi. Thôi, dưới đầy bố rồi còn đâu. Thôi. Đưa chú cái chanh nào Hưởng này. Không, mà đi cắt thêm miếng chanh nữa Hưởng ạ. Chanh à? Cắt đi. Trong túi đen. Chanh là túi đen đấy chị ơi. Chân gì ấy? Chân trái ạ. Có đẹp trai không? Rồi. Được chưa? Đấy, vắt chanh vào. Có người ăn được không? Trai quá. Nửa thôi chị. Quá. Đúng là phải gạn vào cái xỉa nhưng mà thôi. Bố đẹp trai. Bố đẹp trai. Bố sống. Thôi. Ngặt vào. Bố sống. Hết rồi.